Tấm lòng với thành phố Westminster hoặc là tất cả quân hoa và tình của chúng ta thì tất cả mọi cái đều tốt đẹp cả. Chúa xác ý là như vậy, nên là chúng ta không có lượng, không muốn làm gia nhau những tất cả những cái vấn đề này kia để mà như để cho nhiều người có thể là nói là ô ông này làm này làm như kia làm đúng làm sai, thì chúng tôi không có phải là người cựu sĩ quan hay là gì, chúng tôi chỉ là người con của cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa và cháu của tất cả những người sĩ quan mà thôi. Do vậy đây chúng tôi muốn là tất cả mọi cái đều một bữa ăn luôn luôn vui vẻ và một bữa ăn có nhiều tình yêu, tình thương, nhất là trong cái mùa Trung Thu chúng ta có những cái bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên.
đôi ta gặp nhau để rời nhau cách sống trong khổ đau, đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh nhìn lại chẳng hiểu lắm khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì riêng mình đã sai, nhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày một lần, sợ chạm vào nỗi nhớ chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ thì anh thích một mình nhưng giờ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chân tình được mãi. Nghĩ đi em, đâu nên nhìn tôi uống lần đêm nhức nhối. Xa là nhớ đêm đẹp mơ, vẫn khi ta xanh tài cờ. Anh chân sáng tôi màn đêm, đưa tình yêu hóa thêm. Vì chờ ông Tạ Đức Chí nói vài lời trước rồi sau đó chúng ta sẽ vòng lại sau nhé. Dạ xin kính chào quý vị, tôi là Hà Quỳ Tiêu. Sự thật ra chúng ta không có thể nào nói được là tại vì phần đông quý vị nếu mà có thấy Hà Quỳ Tiêu đi những cái event trong cộng đồng hay những cái sự kiện thì lúc nào Hà Quỳ cũng là đại diện cho phòng dân cử của Chí Tạ ở District 70. Nhưng mà hôm nay mình đến đây với cái tư cách là mình là ứng cử viên của địa hạt 2 của thành phố Westminster. Xin đến đây để ủng hộ anh Joseph Ngô. Anh Joseph Ngô cũng là một cư dân của thành phố Westminster cũng như quý vị đã biết, và cũng là một thương nhân hay là một thương gia hay là mình ảnh làm ăn trong thành phố này cũng đã là hơn 20 năm rồi. Thì anh thấy sự bất bình trong thành phố và những cái mà dự lực ra mà quý vị cũng đã thấy rồi, tiền thế Washington càng ngày càng tăng cao mà những thành phố xung quanh thì rất là thấp. Cho nên ảnh là một người làm ăn thì ảnh không có muốn đóng thế nhiều như vậy. Nếu mà anh phải dọn qua những thành phố khác anh đóng thế thấp hơn, đúng không? Cho nên ảnh quyết định ảnh ra để mà giúp cho thành phố cũng như giúp cho cư dân trong thành phố có cuộc sống ấm êm hơn, trong cái những cái tiền thuế phải giảm thấp hơn và tệ nạn xã hội nó cũng giảm đi.
thì xin quý vị ở cũng coi như trên YouTube hay là livestream này kia nọ, cũng cư dân trong thành phố hay những ai có bà con trong cư dân trong thành phố Westminster ở địa hạt số 3 thì xin ủng hộ cho anh Châu Sắp Ngôn một lá phiếu vào ngày 5 tháng 1 năm nay, và cũng như ủng hộ cho em là Hao Quỳ Tiêu ở địa hạt số 2 một lá phiếu luôn. Và xin cảm ơn, xin chúc mừng các Châu Sắp Ngôn. Cảm ơn Hao Quỳ Tiêu. Hao Quỳ Tiêu hay là Hao Quỳ Tiêu bây giờ mình đã là Tiêu. Mình là thực sự ra mình cũng muốn chữ tiếu cho nó tiếu lòng tí cho nó vui, phải không? Chứ mình cứ tiêu hoài thì nó cũng hết không được, cho nên phải tiếu tiếu một chút nhá. Chúng ta rồi bây giờ đó thì người mà ở giữa đây đó là chúng ta ai cũng biết là nghị viên Nam Quan. Nam Quan là nghị viên của thành phố Westminster địa hạt số 4. Anh đã làm gần được 2 năm rồi. Và bây giờ xin anh Nam Quan cho tất cả chúng ta một chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh Sắp Ngôn. Thưa quý vị, Nam Quan xin kính chào quý vị đang có mặt ở đây, đã đến để ủng hộ cho anh Châu Sắp Ngôn, là người mà Nam Quan khi mà lần đầu biết anh tên là Ngô Đình Lượng. Thì thưa với quý vị, phải nói là không phải là đây là cái cơ hội của anh Châu Sắp Ngôn hay là cái quyền lợi của anh Joseph Ngô, nhưng mà chúng tôi thấy cái quyết định của anh Joseph Ngô tham gia tranh cử vào cái chức vụ nghị viên của thành phố Westminster địa hạt 3 là cái may mắn cho thành phố Westminster của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, tại sao Nam Quang nói như vậy? Là tại vì từ những cái ngày đầu, thưa quý vị, từ những cái ngày đầu mà Nam Quan đắc cử vào chức nghị viên của thành phố Westminster, mình ấp ủ một cái ước mơ là mình sẽ giúp cho thành phố Westminster được phát triển. Tại vì cái lý do cũng giống như y chang như Ngô Đình Lượng vào thời điểm này, là Nam Quan vào vì Nam Quan thấy là thành phố Westminster vào cái thời điểm đó nó là một cái thành phố mà nó có quá nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết, cho nên chúng tôi mới dấn thân vào để chúng tôi cống hiến, thưa quý vị, giống y như là anh Ngô Đình Lượng và anh Howard Thiel đang làm vào cái dịp này. Nhưng mà khổ một cái đó, thưa quý vị, nếu như mà mình không có cái thế đa số, nếu như mình chỉ có một phiếu hoặc là hai phiếu thôi á, chúng ta không làm gì được cả. Và cái ước mơ mà Nam Quan muốn thực hiện để Nam Quan thay đổi thành phố, mình nhìn đi, ở thành phố lân cận của mình là thành phố Stanton hồi xưa là thành phố nghèo nàn lạc hậu, mà cuối cùng bây giờ nếu mà quý vị chạy trên cái đường Beach á, mà về hướng Garden Grove, quý vị thấy họ đang buôn mình tất cả những cái cơ sở thương mại, những cái building rất là đẹp đang được dựng lên. Và chúng ta, nếu mà thành phố Washington của chúng ta muốn được như vậy, thì đầu từ ngày hôm nay chúng ta cần phải có 3 tới 4 năm hoặc là 5 năm để chúng ta có thể bắt kịp thành phố Stanton. Cái đó là mình chưa có kể đến thành phố Garden Grove hoặc là thành phố Fountain Valley ở phía Bắc và ở phía Nam của thành phố Washington của chúng ta. Cho nên là chúng ta đã tốn quá nhiều những cái thời gian cãi nhau và làm những cái điều vô nghĩa, thưa quý vị, làm những cái điều vô nghĩa ở trong hội đồng thành phố mà dẫn đầu là ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn, bà Kimberly Hồ và ông nghị viên Carlos Mazzo người Mỹ. Chỉ có biết là treo cờ và đánh bóng tên tuổi của mình thôi. Và gần đây chúng tôi được biết qua cái sự tố cáo của ông Ngô Kỷ là ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn và bà Kimberly Hồ đã nhận hối lộ từ ông Triệu Phát là ông Phan Giao của Phước Lộc Thọ. Thì nếu như mà quý vị muốn biết những cái chi tiết đó thì quý vị vào kênh của Võ Hoàng Lâm, Vũ Hoàng Lâm, Phố Bursa TV, anh TD Media hoặc là Trust Media của Nam Quang, và có Nam Quang nghĩ là lúc đó có anh Minh Giang và anh Nguyễn Phương Hùng cũng có đưa những cái tin đó vào cái ngày đó, tại vì đó là cái buổi họp báo. Nếu mà nói như vậy, để mà nhắc lại một lần nữa, là chúng tôi muốn những cái gương mặt trẻ, những người mà sẵn sàng dấn thân phục vụ quên mình,
không có gọi là ăn hối lộ, thưa quý vị, không có ăn hối lộ, không có được, không có bị cái sự mà tác động của những người giống như là những đạo gia mà muốn khuynh loát thành phố Westminster của chúng ta. Bởi vậy, thưa quý vị, khi mà Nam Quang nghe anh Joseph Ngô bất tài cả, khi mà anh Joseph Ngô quyết định đi ra để tranh cử vào chức vụ nghị viên của hội đồng thành phố Westminster, chúng tôi xúc động vô cùng, thưa quý vị. Xin quý vị cho anh một tràng pháo tay trước cho đã. Và kế đến, thưa quý vị, anh Howie Thiel cũng là một cái gương mặt trẻ, và chúng tôi rất là cảm ơn hai anh đã dấn thân để mà nếu mà vào tháng 11 này, ngày 5 tây tháng 11 này các anh mà chiến thắng đó, tôi chắc chắn là thành phố Westminster của chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bắt kịp và vượt qua mặt các thành phố bạn nếu như mà các anh chiến thắng. Và chúng tôi mong muốn quý vị, những người dân ở trong thành phố Westminster địa hạt 2 và địa hạt 3, thưa quý vị, xin quý vị một phiếu bầu cho hai người nghị viên trẻ của chúng ta, thưa quý vị, Howie Thiel và anh Joseph Ngô. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn anh Nam Quang, các anh Andrew Nguyễn và anh Howie Thiel. Howie Thiel, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn anh ấy trở thành Howie Thiel thì cũng được, không sao cả. Mong quý vị bầu cho tất cả, nhưng là anh Howie Thiel ở địa hạt số 2 thành phố Westminster, rồi anh Nam Quan vào trong Midway City, cũng như là chúng ta có rất nhiều những nhân vật khác như là anh Trí Tạ cũng ở trong khu vực của chúng ta, rồi có thêm bà Michelle Steele cũng ở trong cái của chúng ta đấy, và những người dân cử mà chúng ta cảm thấy có thể đem lại những sinh hoạt tốt cho cộng đồng, hoặc là bên Garden Grove thì chúng ta có anh Nguyễn Quốc Lân, và chúng tôi được biết đến nhiều cho vấn đề mà anh làm trong học khu cũng như là trong môi trường sinh hoạt tại nhà thờ St. Columban để cái như vậy. Và những cái mà chúng ta cần phải ủng hộ với những người mà có khả năng, có kinh nghiệm cũng như là có tài có đức, chúng ta chọn những người như vậy thì chắc chắn thành phố nó sẽ được an toàn hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta chọn những người mà chúng tôi thấy trước kia, chúng tôi cũng nghe ông Nguyễn Mạnh Trí làm ăn với người ta rồi cuối cùng cũng giật tiệm người ta, thì chúng tôi nghĩ ông ta sẽ có thể sẽ thay đổi được. Nhưng một thời gian thì chúng tôi cũng ủng hộ cho anh ta, và đến bây giờ thì chúng tôi thấy được là những cái xấu của anh ta nó lọt ra, ta đi ăn hối lộ, rồi anh ta cấu kết đưa anh em vào trong các ngành đại khái như WCF của thành phố, rồi đưa người em vào làm director ở trong sở giáp đại khái như vậy. Và bây giờ ông ta lại muốn đưa người em để tranh, để đối mặt với Joseph Ngô nữa cơ. Cho nên Joseph nghĩ là quý vị nên cẩn thận, và quý vị nên bầu cho Joseph. Joseph chắc chắn là Joseph sẽ làm tốt. Joseph không có giống những người mà hai mặt, rồi coi như là đằng trước thì nói này, sau thì đi lấy tiền hối lộ như vậy. Chúng tôi không có ưa tí nào hết. Và chúng tôi sẽ chắc chắn là thời gian sửa đổi thành phố Westminster, chúng tôi chỉ cần 2 năm đầu mà thôi. Nếu quý vị bầu cho chúng tôi là Joseph Ngô và anh Howie Thiel trong cái năm tháng 11, chúng tôi chắc chắn chỉ trong vòng 2 năm đầu, chúng tôi sẽ kêu gọi thành phố sẽ cho xây bệnh viện Kaiser Permanent ở trong khu Westminster Mall. Đấy, bây giờ nó giống như ông Nguyễn Mạnh Trí, ông bịt miệng tôi luôn, ông không có chờ tôi nói rồi đó. Rồi, 1, 2, 3, rồi. Đấy, hy vọng cái microphone này không phải là microphone của Nguyễn Mạnh Trí. Rồi, bây giờ đó, chúng ta nhớ nhé, chúng ta đừng để cho ai, chúng ta đất nước tự do, chúng ta có quyền nói lên tiếng nói tự do của chúng ta. Chúng ta không thể nào để cho những người mà làm việc như vậy, họ tìm mọi cách để bịt miệng mình, để rồi họ ăn hối lộ vì lý do là họ không muốn những người khác nói ra những vấn đề của họ. Do vậy nên chúng ta cần phải nói lên tiếng nói, và nhất là cả người dân chúng ta nữa, chúng ta cảm thấy những cái gì bất đồng chúng ta không chịu được, chúng ta phải lên tiếng, chứ đừng vì vấn đề chúng ta sợ người ta tố cáo, rồi sợ người ta trả thù.
Joseph đã bị cảnh sát Westminster họ đến rồi trả thù. Họ bảo là mình làm business không được, code enforcement nó bảo là mình không được đậu xe ở trong cái khu business của mình, không được đậu xe chung quanh cái cơ sở của mình. Nó bảo cái đó là commercial, không được đậu. Tôi mới nói câu tôi bảo là nếu mà quý vị mà muốn không cho tôi đậu đó, quý vị phải đưa ra hearing. Tôi là một traffic commissioner, tôi hiểu vấn đề đó. Quý vị phải đưa ra traffic thì tôi hearing xong rồi đưa ra CD council họp thống nhất ok, nó thành luật. Quý vị treo cái bảng lên rồi cấm không cho đậu thì tôi mới đậu. Xong rồi tôi nói câu tôi là rất là nhiều người dân họ complain vấn đề là quý vị lạm dụng quyền hành rồi đi harass người ta rồi để ăn hối lộ. Xong ngày hôm sau nó email lại, nó nói là oh everything ok. Cho nên chúng tôi thấy cái đó là một cách rõ ràng nhất mà chúng tôi thấy được và chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải ra tranh cử trong cái buổi này. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết. Cảm ơn tất cả quý vị. Và trước khi ban nhạc trở lại thì chúng tôi cảm ơn tất cả những người mà quen, những người bạn đồng hành, những người mà cùng làm chúng tôi biết trong những thời gian vừa qua là những người YouTuber ở trong đây. Chúng tôi thực sự khi mà chúng tôi làm về video lúc trước, chúng tôi quen rất là nhiều các quý vị ở trong thành phố Westminster này. Chúng tôi không có đặt vấn đề người đó làm chương trình như thế nào. Chúng tôi đều nghĩ họ là những người mang tin tức đến cho mọi người theo cái quan niệm của mỗi người mà thôi. Do vậy chúng tôi cảm ơn tất cả các anh chị em ở YouTuber, trong đó có anh Phương Hùng, rồi bên đây có, rồi có các anh ở đây là anh Giang. Rồi các anh trai có muốn lên đây này không? Để cho mọi người biết không? Rồi anh Lân, anh Ngô Kỷ, rồi anh Minh Giang nữa. Rồi anh Jimmy hồi sớm đó, bảo anh Tiến Dũng đó, là đó tất cả những người thực sự ra đó chúng ta cần có nhiều những tiếng nói của YouTuber để mà chúng ta mới biết được cái sự thật đằng sau những cái mà dối gian của những người làm cho chính quyền là thị trường hoặc là những người mà đã cấu kết để ăn hối lộ như thế nào, để chúng ta cần phải đưa ra ánh sáng để mà giúp cho chúng ta có những cái sinh hoạt tốt đẹp hơn trong thành phố cũng như là trong quận con của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị và sau đây xin trả lại microphone cho chị MC Xuân Lan. Cảm ơn anh Joseph Hương. Để Xuân Lan đọc tiếp nha. Để trước khi Xuân Lan giới thiệu một ca sĩ thì Xuân Lan muốn biết là tất cả những mục đích của anh Joseph Hương để chúng ta dồn phí cho anh vào năm nay tháng 11 này. Mục đích thứ chính của anh là giải quyết tình trạng vô gia cư, thực thi các quy định về việc cắm trại và giải quyết người vô gia cư, đặc biệt là ở các giải phân cách trên đường phố, cải thiện an toàn công cộng và diện mạo của thành phố sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp và người dân hơn. Thứ 10, tăng cường an toàn công cộng, nghĩa là tăng cường thêm nhân viên trong sở cảnh sát để giải quyết khiếu nại tốt hơn và bảo đảm an toàn công cộng. Việc mở rộng này sẽ tạo việc làm trong ngành thực thi pháp luật và khiến thành phố trở thành một nơi hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp và người dân. Và thưa quý vị, nhớ dồn phiếu cho anh, tại vì tất cả những cái mục tiêu của anh viết trong cái tờ giấy này của Xuân Lan rất là hay thưa quý vị. Và Xuân Lan nghĩ là tất cả những gì anh hứa, anh sẽ làm. Quý vị thấy ở trên bàn quý vị có những cái phong bì, chắc quý vị hiểu ý rồi. Chúng ta, anh Ngô Đình Lượng đã dấn thân can đảm để thay mặt chúng ta để nói lên tiếng nói của người dân thành phố Washington ở trong thành phố này. Thì cái sự can đảm trong cái hành trình đó, anh cần rất nhiều động lực, trong đó là cái lá phiếu của quý vị. Lúc nãy ta chỉ là hàng lá khác gửi về anh một lá phiếu trong Ngô Đình Lượng. Và bây giờ thì quý vị, là tôi thì là một mặt của cá nhân tôi thôi, không dám kêu gọi ai hết, thì chỉ muốn đổ một ít xăng cho hành trình của anh Lượng, gửi cho anh Lượng một cái hành trình. Đây là cái tiền ủng hộ đầu tiên trong cuộc tranh cử này của tôi, và Ngô Đình Lượng là người duy nhất nhận được cái số tiền này, bởi vì tôi về hưu mà
cho nên có tiền đâu. Tiền là tiền của ông Joe Biden. Cảm ơn Ngô Đình Lượng và cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn ông Nguyễn Phương Hùng, cảm ơn ca sĩ Đại Hằng cũng như là tất cả các quý vị đã đến đây. Thực sự ra đó, đối với Trường Sát, đối với Ngô Đình Lượng đó, mình cần lá phiếu hơn cần tiền. Tại vì đó, tiền thì có thể làm ra được, nhưng mà lá phiếu mình không thể mua được. Đó, lá phiếu là phải ở tại người ta, những người thân quen, những người biết đến mình, những người muốn ủng hộ cho mình, những người muốn mình giúp cho thành phố, thì họ sẽ ủng hộ mình và họ vote cho mình. Cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên Lượng nghĩ là một cái bữa tiệc ở đây, đôi khi người ta hỏi tại sao mình không có để mình, mỗi người ủng hộ bao nhiêu tiền thì như thế nào, thì Lượng nghĩ là chắc cái buổi tiệc này cũng giống như một buổi tiệc để mà ra mắt, thì gặp gỡ mọi người, để mình cũng mong mọi người sẽ, tất cả mỗi người sẽ là một cánh tay nối dài để mình cùng đi đến từng gia đình, hoặc là từng mình có những cái phone, những cái khách mình có thể gọi, có thể liên lạc những người ở trong thành phố Westminster, địa hạt số 3, hoặc là những cái địa hạt khác mà chúng ta muốn bầu cho những người mà được giới thiệu đại khái như vậy, thì chúng ta có thể làm như vậy. Thì tất nhiên là cái lá phiếu nó quan trọng hơn rất là nhiều. Tại vì đó, không có tiền, như quý vị thấy đó, ông Trump và Ha và Sa và Kamala với tất cả những đảng này đảng kia, họ bỏ ra quá trời tiền luôn để mà họ vận động tranh cử đó. Đôi khi chúng ta thấy họ ngang ngửa với nhau, nhưng mà với số tiền họ bỏ ra có thể là gần đến mặt tỷ cũng có nữa. Rồi ông Elon Musk, ông cũng phải bỏ ra mỗi tháng bao nhiêu triệu để ủng hộ cho ông Trump nữa. Chúng ta thấy đã được Trung sắp thấy được ông anh Hùng đây là đã lên ngoài được mà ủng hộ cho sắp như thế vậy, là được rất là quý. Thực sự ra đó, đối với Lượng, tất cả mọi người chúng ta đều là những con người mà chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể phục vụ, chúng ta có thể chia sẻ. Do vậy đấy, chúng ta đối với một người như đã retire, đã không có những công ăn việc làm như ông Nguyễn Phương Hùng đây, mà lại ủng hộ để cho Lượng để mà có một cái nhân phẩm để tiếp tục mà tranh cử, đó là một điều rất là đáng quý. Nhưng cần Nguyễn Phương Hùng vận động nhiều hơn để mà có thêm nhiều cử tri đi bầu, đó là quan trọng. Và chúc cho anh Hà Tiêu. Cảm ơn Xuân Lan. Tôi làm MC được không quý vị?